Xin chào tất cả em, xin lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài 1 và bài 2, ở cái bài số 1, ở cái chương 2 tam giác, đó chính là tổng ba góc của một tam giác. Thì chúng ta học và chúng ta đã biết được là trong một tam giác bất kỳ thì tổng số đo của ba góc trong một tam giác bất kỳ cộng lại thì luôn luôn bằng là bao nhiêu độ các em? Bằng là 180 độ, có đúng không nào? Đó. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em bắt đầu từ bài số 3 các em nhé. Ok, chúng ta đi sang bài số 3. Rồi chúng ta có bài số 3 các em. Đối với môn toán hình đó, thì chúng ta cần phải biết cách vẽ hình, nhìn hình và thực hiện theo yêu cầu của đề bài. Nó có rất là nhiều công đoạn chứ không phải là giống như môn toán đại thì chúng ta cứ thế mà biến đổi và tính toán ra. Các em rõ chưa nào? Nên là cái môn toán hình năm lớp 7 là cái một trong những môn rất rất cơ bản của những cái lớp tiếp theo, nên chúng ta đừng bỏ qua môn toán hình nhé, mặc dù nó hơi khó hơn toán đại, được chưa? Thầy luôn luôn nhắc em như vậy. Đề bài như sau em. Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong tam giác đó, tia BM cắt AC ở K. Rồi bây giờ chúng ta dùng thước chúng ta vẽ hình nhé. Ở đây người ta nói là cho tam giác ABC mà người ta không nói là tam giác cong hay tam giác bất kỳ, thì các em vẽ tam giác cường, tam giác nhọn giùm thầy nhé. Tại vì bản thân chúng ta cũng chưa học các cái loại tam giác không à, cân tam giác đều, tam giác vuông, thì cứ quất cho thầy tam giác nhọn cho thầy là ok. A B C, được chưa? Điểm M nằm phía bên trong tam giác đó, thì M nằm bên trong thì chúng ta lấy đây cũng được, đây cũng được, mà đây cũng được, bất kỳ chỗ nào cũng được không nào. Như vậy thì thầy sẽ lấy M nằm ở đây bất kỳ. Tia phân giác của góc B, à, tia phân giác của góc B, đây thầy nói gì vậy? Tia BM chứ, nhìn gà hóa cuốc, nhìn ở trên bài số 2 các em. Tia BM cắt AC ở K, tia BM, do thầy cận tới 2 độ mà không có đeo gương em, nên là càng ngày càng cận. Thầy đeo gương thì chơi thể thao cũng được. Đó. Tia BM cắt AC ở K ở đây. Câu A, người ta yêu cầu các em so sánh AMK. AMK, như vậy chúng ta cần phải nối A với M lại nha. Góc AMK đây là góc này này. Góc AMK là góc này này các em. AMK là góc đây đúng không? Với là ABK. ABK là với góc đây. Thì nó là này, AMK là góc đây, còn ABK là góc đây. Các em thấy là cái góc ABK góc đây là với cái góc này, thì góc nào lớn hơn và góc nào nhỏ hơn nào? Bạn đã biết. Nhìn vào ở trong tam giác này thì cái góc nào là góc ngoài nào? Như vậy thì trong cái tam giác AMB thì cái góc này chính là góc trong, hai góc trong, góc trong này, còn cái góc AMK góc này này, đó chính là góc ngoài, đây chính là góc ngoài của cái tam giác AMB. Mà cái góc ngoài này theo tính chất góc ngoài thì nó luôn luôn lớn hơn gì? Lớn hơn một trong hai góc trong không kề với nó. Tại vì bản thân góc ngoài này thì bằng gì? Bằng tổng của hai góc trong không kề với nó. Như vậy đối với một góc thì góc ngoài này nó sẽ lớn hơn cái góc trong này theo tính chất của góc ngoài. Các em hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này các em. Các em lập luận như sau nhé. Như vậy thì chúng ta có là đối với câu A này. Trong cái tam giác, trong tam giác AMB, thấy không nào? AMB, ta có cái góc AMK. Đây chính là cái góc gì các em? Góc ngoài hay góc trong? À, đây chính là góc ngoài của cái tam giác này. Là góc ngoài của góc ngoài tại tại đỉnh M. Tại đỉnh M, được chưa nào? Nên chúng ta suy ra khi nó đã là góc ngoài của tam giác AMB tại cái đỉnh M này, thì suy ra cái góc ngoài này nó sẽ lớn hơn góc trong của nó ở đây.
không kề với nó ở đây. Không, như vậy thì chúng ta suy ra cái góc AMK sẽ lớn hơn góc ABM. Đó, ở đây chúng ta có thể ghi này là tính chất góc ngoài của tam giác. Đó, đơn giản như vậy thôi chứ chẳng có lập luận cái gì cả. Góc ngoài ha, được chưa? Ta đi sang câu B nha. Ta yêu cầu gì nữa đây? So sánh AMC, AMC. Đây nha. AMC là góc này nè nha. Kem theo nè. Với lại góc ABC, ABC là góc đây. Thầy khoan để cho các em thấy thôi. So sánh góc này và góc này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, ta nhìn giùm thầy ở trên hình thầy hướng dẫn cho các em nhé. Ok. Rồi các em nhìn trên hình nè. Trong cái tam giác này các em nhìn giùm thầy nè, trong tam giác CMB, CMB thì cái góc này nè các em. Cái góc đây nè, các em thấy nè. So với cái góc đây như thế nào nè. Cái góc này, góc này, góc nào lớn hơn? À, góc này sẽ lớn hơn góc này. Tại vì sao? Tại vì góc KMC cũng chính là góc ngoài của cái tam giác CMB, nên góc này sẽ lớn hơn góc này. Mà hồi nãy ở trong cái câu A các em đã chứng minh được góc này thì bằng góc này. À, thầy nói góc này lớn hơn góc này, góc đây sẽ lớn hơn góc này, nên tổng hai góc này cộng lại chính là cái góc ABC, mà tổng hai góc này cộng lại đó chính là góc AMC, chứng tỏ hai góc nhỏ này lớn hơn hai góc nhỏ này, nên cái góc AMC này sẽ lớn hơn góc ABC. Các em hiểu cách so sánh đấy chưa? Như vậy thì chỗ đây các em ký hiệu thầy đây là một nha. Tại vì tí nữa chúng ta sử dụng ở lại câu A. Các em hiểu nè. Rồi ok, thầy để như này để thầy làm hai góc nhỏ này trước. Hai góc nhỏ này trước nha. Câu B này. Ta có là trong cái tam giác CBM. Đó nào. Ta có cái góc KMC là góc ngoài. Là góc ngoài tại đỉnh gì? Tại đỉnh M. Có đúng chưa nào? Nên chúng ta suy ra cái góc KMC thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn góc gì? Các em đây, lớn hơn góc đây này. Lớn hơn cái góc MBC. Ta ký hiệu thầy đây là 2. Đây chúng ta ghi thầy là tính chất góc ngoài của tam giác. Sau đó các em sẽ tiến hành cộng cộng từng vế 1 và 2. Ta có, bây giờ chúng ta cộng 1 và 2 vế theo vế, như là bên đây cộng ở đây, chắc chắn dấu lớn này là cùng chiều rồi. Hai này cộng lại, như vậy ta có AMK cộng cho KMC, nó sẽ lớn hơn ABM cộng MBC. Đó nè. Mà hai góc này cộng lại thì chính là bằng cái góc gì các em? Đây. Hai góc này cộng lại thì chính bằng góc AMC, còn hai góc này cộng lại chính là góc ABC. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì đây chính là AMC, nên chúng ta suy ra nó sẽ lớn hơn ABC. Xong. Các em thấy hay không nào? Rất là dễ hiểu đúng chưa? Ok con B. Rồi đây các em. Hình vẽ. Nên thầy nói các em học hình đó nó mệt lắm. Tại vì sao? Nó mệt, phải vẽ hình. Mỗi câu nó liên quan với nhau hết các em, cho nên nhiều lúc nó cũng ít tách rời đâu. Ít khi lắm. Không? Đó. Nên nhưng mà môn tổ hình lớp 7 chúng ta không được bỏ qua nha. Chúng ta phải cố gắng hết sức. Được chưa? Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục ở bài số 4 em nhé. Rồi, chúng ta có bài số 4 em.
Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả ABC sau đây. Nghĩa là ở đây người ta cho những dạng trắc nghiệm. Bài trắc nghiệm thì trắc nghiệm, nhưng chúng ta phải làm ra thì chúng ta không biết được cái kết quả nào là đúng. Chứ chúng ta không thể chọn lùi được, không thể nào bắt một con kiến mà bò chạy tới chỗ nào người ta khoanh chỗ đấy là không được đâu ha. Bây giờ thầy hướng dẫn em tự luận này, cách tìm x này. Ở đây x em nhìn thầy này, trong tam giác OEF. Nếu như giả sử các em tính được giùm thầy góc E ở đây và góc F ở đây, thì coi như các em lấy 180 độ trừ cho hai góc này ra. Nghĩa là bài này có rất là nhiều cách làm nha. Thầy nói lại là bài này có rất rất nhiều cách làm, hoặc là các em có thể sử dụng trong tam giác nhỏ OIK, các em tính giùm thầy hai góc ở đây cũng ra. Nhưng ở đây thầy lại thích là tính trong tam giác lớn OIF. Được chưa? Thầy sẽ tính góc E ở đây và tính góc F ở đây. Thầy lấy 180 độ trừ hai góc này ra thì ra được góc O, nghĩa là x ở đây còn tìm. Ok. Rồi nhìn ở đây, thầy không quan tâm ở đây có người ta cho những đáp án gì. Thầy làm sau đó thầy quay lại thầy chọn sau nha. Như vậy thì ở đây các em này, để tính được góc E ở đây thì ở đây các em thấy kề bù không? Thầy làm nhanh nha. Cái góc E ở đây là 1, ở đây 2 đây. Như vậy thì góc E 1 cộng góc E 2 ở đây là bằng 180 độ. Nên là ở đây là kề bù này các em. Nên ta suy ra cái góc E2. E2 thì nó sẽ bằng 180 độ trừ cho E. E1 sẽ bằng 180 độ trừ cho 130 độ thì sẽ bằng 50 độ ở đây. Như vậy chứng tỏ ở đây là 50 độ này. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ ta có góc F cộng với chúng ta ở đây là góc K. Đây là bằng 180 độ. Đây là trong cùng phía này. Thầy nói lại là bài này có rất là nhiều cách làm nha. Hai góc này cộng lại là hai góc ở vị trí trong cùng phía, tại vì IK nó để song song với IF rồi, người ta sẽ cho ở đây rồi này. Nên ta suy ra tính góc F sẽ bằng 180 độ trừ cho góc K. 180 độ trừ cho gì? 140 độ thì sẽ bằng 40 độ. Bây giờ ra cho các em. Bây giờ trong cái tam giác OEF có góc O này cộng góc E2 này cộng góc F sẽ bằng 180 độ. O thì thay thế bởi là x. E2, E2 thì nó chính là gì các em? 50 độ, F là 40 độ, đây bằng 180 độ. Thì suy ra x ở đây sẽ bằng 180 độ trừ cho 50 độ cộng 40 độ, 90 độ đó. Như vậy kết quả đây bằng 90 độ. Bây giờ chúng ta quay trở lại xem thử kết quả nào mà bằng 90 độ thì các em sẽ chọn. Được chưa? Đây, đáp án D nha. Như vậy đây chúng ta khoanh D ha. Như vậy thì ta kết luận ở đây là vậy. D là đáp án đúng. Ok. Được chưa các em? Rồi, ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài số 5 nhé. Bài số 5. Rồi, chúng ta có bài số 5 nha. Đây cũng là cái clip học thử, nên cái bài này là bài cuối cùng ở trong clip hôm nay nha. Nếu các em với phụ huynh mà xem cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ đăng ký cái khóa học online cho em nha. Ok, cho tam giác nhọn ha, tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC, H thuộc AC. Kẻ CK vuông góc với AB, K thuộc AB. Hãy so sánh hai góc này. Bây giờ vẽ hình cái đã rồi tính tiếp nha. Vẽ cái hình to xíu để mà dễ nhìn nha. Vẽ cái hình cả chút xíu thì rất là khó nhìn, nó chằng chịt nha. ABC. Kẻ BH vuông góc với AC, H thuộc AC ha. Kẻ CK vuông góc với AB.
Rồi. Hình rất đẹp, đúng không? Hãy so sánh cái góc ABH. ABH là góc này nè kìa. Thầy đánh dấu để các em thấy nhé. ABH, ACK, ACK là góc này. Xem thử hai góc này nó bằng nhau hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn thì chúng ta xem thử nha. Thì bây giờ chúng ta nhìn trên hình, thầy sẽ hướng dẫn em chứng minh như sau các em. Rồi, chúng ta nhìn trên đây nè. Nhìn nhìn thầy trong tam giác ABH vuông tại H, đúng không nào? Vuông tại H chứng tỏ hai cái góc nghĩa là cái góc ABH cộng cho góc A ở đây sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ, tại vì bản thân góc H ở đây là bằng 90 độ rồi, nên là trong cái tam giác ABH thì bằng 180, mà trừ ở đây 90 độ thì chứng tỏ góc A và cộng với góc ABH này bằng 90 độ. Được chưa? Tương tự như vậy thì trong cái tam giác AKC thì vuông ở K ở đây, thì ngay cái góc K ở đây thì nó sẽ bằng 90 độ, nên là cái góc A này cộng với góc ACK này cũng bằng 90 độ. Như vậy có cái góc A này bằng nhau góc chung, nên là chia ra hai góc này sẽ bằng nhau. Xong. Vậy thôi. Các em hiểu chưa nào? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh như sau nhé. Đầu tiên chúng ta làm trong tam giác vuông ABH trước. Trong cái tam giác ABH vuông tại H. Vuông tại H nghĩa là ở đây cái góc H này đã bằng 90 độ rồi này. Được chưa nào? Thì khi đó ABH mà góc H ở đây bằng 90 độ, chứng tỏ góc A cộng với góc ABH, góc B đây sẽ bằng 90 độ. Nghĩa là nên là chúng ta suy ra góc ABH cộng cho góc A ở đây sẽ bằng 90 độ. Ta có thể mở ngoặc đơn ra là tính chất của tam giác vuông. Các em nhé, chúng ta làm tương tự đối với cái tam giác AKC. Do nó hợp ở đây khó viết nè các em nè, mình bắt buộc phải để cái hình để các em thấy được. Trong cái tam giác AKC vuông tại K, nghĩa là góc K của chúng ta đây là bằng 90 độ nè, nên ta cũng suy ra cái góc ACK, góc này cộng góc A cũng bằng 90 độ nè. Suy ra góc ACK cộng cho góc A này cũng bằng 90 độ. Có được chưa nào? Đó, như vậy thì thầy ký hiệu ở đây là 1 nha. Thầy ký hiệu ở đây là 2. Các em cũng ghi thầy đây là tính chất tam giác vuông. Được chưa? Như vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra được điều gì các em? Như vậy góc A với góc A này bằng nhau, 90 độ, 90 độ bằng nhau, chúng ta hai góc này sẽ bằng nhau. Ta suy ra cái góc ABK sẽ bằng góc ACK nha. Bài này nó cũng khá đơn giản, cũng khá hay các em ha. Được chưa nào? Cái hình này các em. Bài làm xong. ABH các em. Xin lỗi em nha. Mắt thầy đúng là mắt cộng thật em. Rồi. Tới đây thì thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn tiếp một số clip học thử nữa để các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì đăng ký nhé. Còn các cái bài sau thầy sẽ up trên kênh online của thầy và không công khai các em nhé. Ok, tới đây thầy xin tạm dừng. Chúc cho các em có buổi học vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.